Vâng, cửa hàng Nguyễn Thanh Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc đã truy cập và ủng hộ kênh của cửa hàng Nguyễn Thanh Hạnh. Vâng, clip của ngày hôm nay, đóng em cửa. Cửa hàng đang được chào đón một đoàn khách hàng có địa chỉ ở Bắc Linh. Về trực tiếp, cửa hàng đã lựa chọn được một chiếc máy hút ẩm và anh cũng đã ra về với sản phẩm của mình lựa chọn bên cửa hàng Nguyễn Thanh Hạnh. Cửa hàng cũng làm clip thông báo đăng lên kênh cho những vị khách hàng đang theo dõi kênh trên mọi miền được biết những sản phẩm gì có chủ trong ngày hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2022. Và sau clip này, cửa hàng Nguyễn Thanh Hạnh sẽ bóc lốt những chiếc máy hút ẩm mới về trong buổi tối ngày hôm qua, có dung tích hút lớn và những chiếc máy có điện 220V. Vâng, sản phẩm thì đã về với cửa hàng đây rồi, và cửa hàng Âm Thanh Nữ Hạnh sẽ thông báo luôn trên kênh để những vị khách hàng mà đã chốt đơn bên cửa hàng thì các bác có thể biết là những sản phẩm của các bác chuẩn bị được rời khỏi cửa hàng nhé. Vâng, cậy vậy cửa hàng cũng làm clip ngắn như vậy thông báo cho quý khách hàng là những chiếc máy mới hút ẩm bên cửa hàng vẫn còn. Còn những vị khách hàng mà sử dụng những chiếc máy bãi thì bên cửa hàng vẫn còn những chiếc điện 100V này, có mã số là 127, 128 và 216, có dung tích hút là 18 lít trên một ngày, và có chiếc 216 này thì là có dung tích hút 10 lít trên một ngày. Vâng, vậy cửa hàng xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách hàng trong các video clip tiếp theo. Xin thân ái chào tạm biệt.